cậu ăn trong nhà, nhưng nhà cậu thì được, đúng không? Nhi ơi! Con không có hết. Đây! Cho mẹ tham gia với nha! Solai dinh dưỡng thêm 35% trứng tươi. Solai, đêm dịu nuôi dưỡng yêu thương. Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Dùm tôi số 2 ạ. Ô số 3. Ô số 7. Và ô số 8. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Xem mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi số 2 ạ. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5. Ô số 6. Như vậy sau vòng thứ 2, tổng số điểm như sau.
vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm tự nhiên và với câu hỏi này chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không ạ? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Ô số 6. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Nhờ có áp học tốt mà quá trình ôn thi đại học của mình trở nên dễ dàng hơn. Từ khi sử dụng áp học. Chào lắm quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình cả vòng thi đặc biệt. Cảm ơn quý vị đã có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Thank you.
món tiền đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.